Chiều ngày 9 tháng 1, nguồn tin của tuổi trẻ online cho biết, công an đã phát hiện thi thể ông N, 52 tuổi, trú thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, tử vong trong tư thế treo cổ tại một khu nhà trọ, cách hiện trường vụ cháy phòng trọ làm 3 người chết khoảng 900 mét. Theo nguồn tin, qua xác minh, ông N là người có quan hệ tình cảm với nữ nạn nhân, 45 tuổi, trong vụ cháy này. Như đã thông tin, vụ cháy xảy ra khoảng 1 giờ 50 phút cùng ngày tại phòng trọ trên đường Hoàng Hoa Thám, phường An Tân, thị xã An Khê, khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể trong nhà vệ sinh phòng trọ gồm một người phụ nữ 45 tuổi cùng con gái 15 tuổi và một người đàn ông được xác định cũng là bạn trai của người phụ nữ nói trên. Giấy phòng trọ nơi xảy ra vụ cháy có 10 phòng do ông Nguyễn Minh Hoàng làm chủ. Phòng trọ bị cháy có diện tích khoảng 20m2, có cửa tiếp giáp mặt đường Hoàng Hoa Thám, phòng đầu, phía sau có 9 phòng trọ khác trong phòng trọ chứa nhiều quần áo để bán dịp tết một xe đạp điện một xe gắn máy hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra